Hôm nay Hải Âu Auto rất là vinh dự được chào đón với một chiếc VF9 đầu tiên tại Gia Lai, nâng cấp mẫu khóa màn hình cảm ứng thông minh bên em nha. Đây là chị Jin và đây là chị bên em lên màn hình cảm ứng. Đây là em sẽ thử trước chức năng lại gần tự động mở cửa nha. Đây là nó có phím cơ hai bên, đây không bấm gì cả, thì khi lại gần nè không bấm gì nha, em chỉ cần bấm vào cửa đó, cửa đã mở ha, màn hình hoạt động đó, rất là hay ha. Cái dòng này là dòng cửa hít nè, khi em đi xa thì sẽ tự động lock cửa nha. Nó hơn chức năng của Morphin là ở cái mình đi xa là tự động lock cửa đó, các bạn thấy không, đã lock cửa ha. Và đây thì là mình sẽ mở bằng mót nha. Đây mình bấm mở nè. Đó, các bạn thấy mở xe gương không? Đó. Mình lock nè. Và đặc điểm hay của dòng VF9 này là xuống mình không cần tắt máy, khi mình bấm lock là xe sẽ tự động một chập lock cửa. Và đây là mình sẽ thử phím cơ bên hông phím mở nè. Đó, các bạn thấy mở không? Và cái này là nút lock ha. Nhưng mà cái này là mình bấm cơ vậy thôi, chứ còn bản thân thì nguyên bản là mình đã nâng cấp theo cổng OBD thì vốn dĩ là xe đã tự động lock rồi nha. Đây mình bấm phím cơ nè. Các bạn thấy không? Mẫu mã chìa khóa rất là đẹp, gọn nhẹ nha. Thiết kế gọn nhẹ so với cái những cái phiên bản đời trước. Và chiếc xe V9 này màu đẹp, số đẹp nữa ha. Nhìn là biết anh trai rất là xịn sò rồi. Anh chị có nhu cầu nâng cấp thì vui lòng liên hệ Hải Âu Auto nha, 317 Trường Chinh, với số điện thoại là 0966477779. Sau khi hoàn thiện xong thì chủ xe rất là hài lòng và hẹn sẽ nâng cấp bên em một số đồ chơi nữa. Cảm ơn anh trai rất là nhiều nha, mỗi lần là có xe mới là anh cũng rất là thương yêu nha. Lui thêm đi anh ơi. Rồi tới luôn.